Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình đi lên nhà anh Hoàng Bách chơi. Đấy, thì anh em đang tổ chức trưng bày ở đây. Cũng quay cho quý vị và các bạn xem một số tác phẩm. Cây rất già, nhưng mà sân chơi này cây bé nhưng mà rất là chất lượng quý vị nhé. Độ già của cây tóc bạc xin. Tác phẩm làm rất là sạch sẽ. Cây rất kỹ quý vị nhé, rất già rất kỹ. Không gian sân vườn rất là đẹp. Cây năm thân. Rất là đẹp quý vị nha. Một lối làm cũng rất là riêng. Chẳng qua quý vị, cây rất già. Rất nhiều tác phẩm đẹp quý vị nha. Không gian sân vườn. Em không anh ạ. Không không không, em đang quay video tí. Tóc phẩm xì rất là quý. Ui cái xanh đẹp chưa. Mini đấy, thương hiệu gì? Bonsai Việt Nam nhé anh. Tí em tìm cho. Đâu, anh đăng ký
Vâng, hình như anh đăng ký kênh rồi sao? Cây quý bẻ lá rất đẹp này, quý vị nha. Một sân chơi các anh ấy chơi rất nhiều cây quý, rất nhiều đồ đẳng cấp. Tác phẩm si rất già quý vị. Đấy, tác phẩm này của anh Di Béo. Một cốt tán tầng hóa. Rất khủng quý vị ạ. Đây, làm rất là đẹp. Trục phái mới. Rất là bề thế luôn. Tác phẩm song thụ. Đồ bé các anh làm rất kỹ quý vị nhé. Đây, đây tác phẩm phôi anh đang tạo tác. Rất nhiều đồ quý. Mình xin phép được dừng video ở đây. Quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Qua sân vườn cho quý vị xem lần nữa.